Mamma Mia. Gì cơ? Mamma Mia. Sao cô ấy cứ nói như vậy hoài vậy? Em cũng không biết. Mamma Mia, cậu thật sự rất lớn. Ôi ôi, cậu còn lớn hơn xà lan 2 tấn. Ôi ôi, Mamma Mia, cậu thật lớn, lớn hơn cả xe buýt thành phố. Cậu thật tốt khi nói vậy, nhưng tớ có phải cà chua lớn nhất hay không? Mamma Mia, cùng so sánh nào. Cà chua lớn của tôi, mau lại ngồi đằng kia đi. Ôi ôi, Mamma Mia, trái cà chua này lớn. Trái này lớn hơn. Không, nhỏ. Nhưng cậu, cậu là lớn nhất trong tất cả. Ôi ôi, 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 Mamma Mia, cậu là trái lớn. Mamma Mia, điều này thật vui. Wow, my, my. Mamma Mia, tôi là trái lớn nhất. My, my. Mamma Mia, cậu có kích cỡ lớn nhất. Cậu xứng đáng có được giải cao nhất. Đây là ruy băng dành cho trái lớn. Cái này dành cho lớn hơn. Nhưng đây là ruy băng lớn nhất trong tất cả.